Tại Đồng Nai, hòa cùng không khí phấn khởi chào mừng năm học mới 2024-2025. Cùng với cả nước, sáng nay hơn 900 trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tổ chức khai giảng năm học mới 2024-2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, cấp ủy chính quyền các huyện, thành phố đã đến dự động viên chung vui cùng giáo viên và học sinh tại các trường. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã đến dự lễ khai giảng tại trường Trung học cơ sở Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Cùng dự có các đồng chí Viên Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Trương Thị Kim Huệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai. Năm học 2024-2025, trường Trung học cơ sở Hiệp Hòa có hơn 700 học sinh, trong đó có gần 200 học sinh lớp 6. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh đạt loại khá giỏi chiếm hơn 76%, xếp loại hành kiểm khá và tốt đạt 99,9%. Nhiều giáo viên học sinh của trường đã thành tích cao tại các hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh. Những kết quả đạt được sẽ là động lực để tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích trong năm học mới. Chiếc trống đã nằm yên trên giá suốt 3 tháng hè và hôm nay những hồi trống đầu tiên sẽ vang lên. Báo hiệu một năm học mới, năm học 2024-2025 bắt đầu. Cảm xúc của con khi bước vào ngôi trường này là con cảm thấy rất vui và phấn khởi, nhưng cũng không kém phần hồi hộp khi con đã được học ở ngôi trường mà con luôn mong ước. Ở đây con có thể làm quen được với nhiều bạn học mới, nhiều cô giáo mới, trẻ, khỏe, tâm huyết và nhiệt tình. Con sẽ chăm chỉ học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi cho bác Hồ kính yêu. Bản thân tôi năm nay được phân công giảng dạy môn ngữ văn lớp 9. Ban đầu tôi cũng khá là lo lắng bởi vì chúng ta sẽ phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với những đổi mới. Và tôi nghĩ rằng trong những năm qua, bản thân tôi cũng luôn tự trao dồi, tự học, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Năm nay tôi sẽ áp dụng những điều đó vào trong các lớp mà mình dạy. Chúng tôi cũng họp nhóm với nhau, họp tổ với nhau cùng lên kế hoạch ôn tập bồi dưỡng cho học sinh lớp 9. Và tôi mong rằng kết quả cuối năm này chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Tại buổi lễ tập thể sư phạm nhà trường, các em học sinh đã được nghe Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Trương Thị Kim Huệ đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục và đào tạo nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Tại Đồng Nai, năm học 2024-2025, Đồng Nai có hơn 770.000 học sinh các cấp, từ mầm non đến trung học phổ thông, tăng gần 20.000 học sinh so với năm học trước. Trong năm học mới này, có 56 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo hệ thống trường lớp phục vụ nhu cầu học sinh trên địa bàn, nhất với các địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp có dân nhập cư đông. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất cho giáo dục và có giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu dạy và học trên địa bàn tỉnh. Để tạo điều kiện cho tất cả học sinh được đến trường, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trước và trong dịp lễ khai giảng năm học 2024-2025, hàng ngàn suất học bổng đã được trao tặng các em học sinh mong muốn tiếp sức cho các em trên con đường đến trường.